Chính phủ vừa ban hành nghị định số 130 quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đầu tư quản lý khai thác với mức phí từ 900 đến 5.200 đồng trên 1 km. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến việc thu phí bắt đầu vào tháng 5 năm 2025 tại các tuyến cao tốc đủ điều kiện. Theo nghị định, đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ cao tốc được phân thành 5 nhóm với hai loại mức phí gồm mức 1 áp dụng đối với cao tốc đã hoàn thành đạt tiêu chuẩn, mức 2 áp dụng với cao tốc chưa đạt tiêu chuẩn như chưa có trạm dừng nghỉ, đường gom, làn dừng khẩn cấp. Theo đó, nhóm 1 gồm xe dưới 12 chỗ, xe tải có trọng tải, dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng thu phí từ 900 đến 1.300 đồng trên 1 km. Nhóm 2 gồm xe từ 12 chỗ đến 30 chỗ, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, mức phí từ 1.350 đến 1.950 đồng trên 1 km. Nhóm 3 gồm xe từ 31 chỗ trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn, mức phí từ 1.800 đến 2.600 đồng trên 1 km. Nhóm 4 gồm xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container dưới 40 feet, mức phí từ 2.250 đến 3.250 đồng trên 1 km. Nhóm 5 gồm các loại xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container từ 40 feet trở lên, mức phí từ 3.600 đến 5.200 đồng trên 1 km. Theo Bộ Giao thông Vận tải, hiện có 12 dự án đoạn tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư, đại diện chủ sở hữu đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng. Trong đó có 10 tuyến cao tốc được đề xuất dự kiến thu phí gồm Hà Nội Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mai Sơn, Quốc lộ 45, Quốc lộ 45, Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Cam Lộ, La Sơn, La Sơn Hòa Liên, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây, Mỹ Thuận Cần Thơ với mức đề xuất như trên, dự kiến sau khi thu phí đối với 10 tuyến cao tốc đang khai thác đủ điều kiện thu phí, số phí thu được là 3.210 tỷ đồng trên năm, số thu nộp ngân sách nhà nước là 2.850 tỷ đồng trên năm. Ông Bùi Quang Thái, cục trưởng cục đường bộ Việt Nam cho biết mức thu phí với những tuyến cao tốc đầu tư bằng ngân sách nhà nước bằng 50 đến 70% so với những tuyến đường đầu tư bằng phương thức khác với mức thu phí trên nhà nước thu phí cao tốc không phải vì lợi nhuận mà nhằm bù đắp chi phí quản lý vận hành bảo trì phương án tài chính của dự án và đầu tư phát triển các tuyến cao tốc mới mức thu đã được các cơ quan quản lý nghiên cứu thận trọng tránh tác động đến chỉ số cpi và chi phí logistics Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam cho rằng, việc thu phí cao tốc do nhà nước đầu tư trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn là điều cần thiết, giúp tăng nguồn lực đầu tư tuyến cao tốc mới, hoàn thiện hệ thống đường cao tốc cả nước. Trường hợp không thu phí các tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư sẽ ảnh hưởng đến các tuyến cao tốc song hành đầu tư bằng phương thức khác như BOT, tạo ra sự bất bình đẳng ảnh hưởng tới định hướng xã hội hóa đầu tư cao tốc trước lo ngại về việc thu phí gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp ông quyền cho rằng chi phí vận tải của doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố nếu chất lượng đường tốt tốc độ lưu thông đều thì chi phí nhiên liệu hao mòn phương tiện sẽ giảm đi doanh nghiệp sẽ căn cứ vào từng lô hàng yêu cầu về thời gian giao hàng để lựa chọn tuyến đường lưu thông phù hợp để đảm bảo yêu cầu của khách hàng theo Bộ Giao thông Vận tải, thời điểm thu phí sử dụng đường bộ cao tốc được thực hiện sau khi đáp ứng các điều kiện quy định và hoàn thành việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ, đơn vị vận hành thu. Tuy nhiên, hiện các tuyến cao tốc vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, do đó việc triển khai thu phí được thực hiện sau khi các tuyến cao tốc đã hoàn thành xây dựng công trình thiết yếu như trạm dừng nghỉ. Dự kiến thời gian thu phí sẽ bắt đầu từ tháng 5 năm 2025 việc kiểm tra giám sát quản lý nguồn tiền sẽ được giao cho các khu quản lý đường bộ. Thu phí sử dụng đường bộ cao tốc, theo đó đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý khai thác được triển khai thu phí gồm. Đường bộ cao tốc đáp ứng các điều kiện sau đây: được thiết kế, đầu tư xây dựng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về đường cao tốc và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác theo quy định của luật đường bộ, quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan. Có đề án khai thác tài sản được người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Đường bộ cao tốc đã được quyết định chủ trương đầu tư trước ngày luật đường bộ có hiệu lực thi hành, khi đưa vào khai thác mà chưa đáp ứng quy định tại khoản 1 điều 45, khoản 2 điều 47 của Luật Đường bộ thì việc thu phí sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt hạ tầng trạm thu phí, thiết bị phục vụ việc thu phí, các công trình, dịch vụ công tại trạm dừng nghỉ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ để quản lý, điều hành giao thông và có đề án khai thác tài sản được người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ cao tốc được phân thành 5 nhóm như sau. Nhóm 1 gồm các loại phương tiện sau: xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng. Nhóm 2 gồm các loại phương tiện sau: xe từ 12 chỗ đến 30 chỗ, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn. Nhóm 3 gồm các loại phương tiện sau: xe từ 31 chỗ trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn. Nhóm 4 gồm các loại phương tiện sau: Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container dưới 40 feet. Nhóm 5 gồm các loại phương tiện sau. Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container từ 40 feet trở lên. Nghị định 130-2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2024. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2024, Hà Nội chính thức tăng giá vé xe buýt có trợ giá Giá vé tháng lên tuyến với đối tượng ưu tiên là 140.000 đồng. Giá vé tháng bán cho các đối tượng không ưu tiên đi liên tuyến là 280.000 đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định tăng giá vé xe buýt có trợ giá trên địa bàn từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Theo đó, giá vé xe buýt Hà Nội cự ly dưới 15 km tăng từ 7.000 đồng lên 8.000 đồng một lượt, từ 15 km đến dưới 25 km tăng từ 7.000 đồng lên 10.000 đồng một lượt với những tuyến có cự ly từ 25 km đến dưới 30 km, giá vé tăng từ 8.000 đồng lên 12.000 đồng một lượt, từ 30 km đến dưới 40 km tăng từ 9.000 đồng lên 15.000 đồng một lượt và từ 40 km trở lên tăng từ 9.000 đồng lên 20.000 đồng một lượt. Giá vé tháng liên tuyến với đối tượng ưu tiên là 140.000 đồng. Với vé tháng, vé tháng bán cho đối tượng ưu tiên bao gồm học sinh phổ thông, sinh viên các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề không kể hệ đào tạo vừa học vừa làm. Công nhân khu công nghiệp đi một tuyến là 70.000 đồng, hiện là 55.000 đồng, liên tuyến là 140.000 đồng, hiện là 100.000 đồng. Vé mua theo hình thức tập thể không ưu tiên, đi một tuyến là 100.000 đồng, hiện là 70.000 đồng, liên tuyến là 200.000 đồng, hiện là 140.000 đồng. Giá vé tháng bán cho các đối tượng không ưu tiên, đi liên tuyến là 280.000 đồng. Giá vé tháng bán cho các đối tượng không ưu tiên đi một tuyến là 140.000 đồng, hiện là 100.000 đồng, liên tuyến là 280.000 đồng, hiện là 200.000 đồng. Người có công, người cao tuổi, 60 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo tiếp tục được miễn tiền vé xe buýt. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, từ năm 2014 đến nay, thành phố đã không điều chỉnh nên giá vé đang thấp so với mặt bằng thu nhập người dân. Chi phí giá vé xe buýt chi phí đi lại chiếm khoảng 10% tổng thu nhập, trong khi các yếu tố đầu vào phục vụ cho hoạt động xe buýt như giá nhiên liệu, tiền lương đều đã tăng cao so với trước đây. Chi phí cho hoạt động vận tải công cộng đến nay đã tăng khoảng 50% so với năm 2014.